bán. Ôi không trúng rồi, chip nào. Ôi, chip thắng, chip vẫn được điểm hơn. Chip được 40 điểm mà. Đúng chưa nào? Con năm nay là cầm tiền riêng nha. Tiền được bao nhiêu là thế nào nha. Sao? Nhìn này. Nhìn chip bán giỏi lắm này. Chip bán này. Ôi giời, bay đâu rồi? Bánh trượt rồi. Đây. Baby bán được chưa? Nè, đục đạn chưa? Bắn đi. Đạn đâu rồi? Chắc rồi. Đấy, chip nè. Mà bố và bố kéo nhá. Con kéo được. Con kéo nha. Là bắn nha. Ôi, chip vào bắn đạn trượt thôi. Con bắn trượt chứ. Nó vẫn dính được mà, do con bánh trượt đây. Đấy, xem ai được xem điểm nào. Bắn bánh vào một con. À, thế là giỏi đó. Ui, rồi đâu rồi? Đạn đâu rồi? Đứng gần, cho con đứng gần. Đạn đâu, bố sửa. Này, đạn trong này nhá, sau này không bắn được, không bắn ra đạn nữa. Chợ không có một thu nhập, không có một phá này. Được thôi. Nào. Đâu? Rồi, trăm điểm. Rồi, trăm điểm nhá. Con đứng gần chưa nào? Ôi, đứng gần là 10 điểm, Bibi thắng rồi, yeah. Bibi thắng rồi nha. Nào, bắn chưa nào? Nào tiếp, bắn nào, kéo dậy. Nào, bắn nào. Ôi, 80 điểm, rồi, ok. 80 điểm. Chim nào? Chim cố lên nào, cố lên. Chim 10 điểm, Bibi thắng. Con thắng, Bibi thắng rồi nha. Bibi bắn ra bị siêu đấy. Bibi bắn ra bị giỏi đấy, được của nó đấy. Bắn tiếp. Đâu rồi, chưa ra đạn. Chưa bắn. Ra này, chị bắn nào. Ai, con được 100 điểm kìa. Bibi bắn giỏi phết đấy, không đùa được đâu. Con đứng gần thử xem. Đứng gần đi. Được rồi nào. Úi, rồi, chị bạn đánh ra ngoài rồi, chị bạn. Vâng.